Đây là lần thứ hai Ngân tìm đến với đôi master tại vì làn da của Ngân càng ngày càng sạm màu và không trắng sáng như trước nữa. Ngân muốn cải thiện làn da của mình. Liệu trình săn chắc, dưỡng trắng toàn thân kết hợp liệu pháp massage và hỗn hợp tinh chất hoa dâm bụt, dừa và sữa tươi giúp loại bỏ tế bào chết, giúp tái tạo và phục hồi làn da sáng mịn. Sử dụng serum powder với nồng độ vitamin C tinh khiết đến 91%, giúp nuôi da khỏe, sửa chữa các dấu hiệu của lão hóa, kích thích tăng sinh collagen, HA, cho da mịn màng và săn chắc. Serum powder còn có khả năng ức chế melanin gây nám da, giúp da sáng, đều màu. Công nghệ ánh sáng tác động tích cực đến năng lượng tế bào. Với khả năng kích thích mức độ tái tạo tế bào tới đa 200%, quá trình tái tạo mới làn da sẽ được tăng lên một cách đáng kể, sản xuất collagen và elastin giúp cải thiện các dấu hiệu lão hóa, làm sáng màu da, điều trị vết nám. Sau khi làm liệu trình thì Ngân cảm thấy làn da của Ngân trắng sáng và săn chắc hơn hẳn. Một lần nữa xin cảm ơn Dermaster.